Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối nay thứ Bảy ngày 12 tháng 8 của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình Thời sự tối nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh 7 tháng đạt gần 90% dự toán năm, trong đó có nhiều doanh nghiệp nộp thuế cao. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch các tỉnh Hưng Yên, Nghệ An, Hải Dương và Sở Du lịch Nghệ An ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2023-2025. Xã Trung Hưng tạo đồng thuận trong giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm. Xã Quang Hưng, huyện Phù Cừ còn 30 trường hợp vi phạm xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Ba địa phương có tình trạng dùng kích điện bắt sử đất. Thưa quý vị và các bạn, dự thảo quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030 định hướng đến năm 2050 đang được trình Hội đồng Thẩm định Trung ương về quy hoạch các tỉnh xem xét cho ý kiến trước khi hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt. Trong đó, tỉnh Hưng Yên đặt ra một số mục tiêu mang tính đột phá chiến lược theo hướng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố xanh, thông minh. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu một số nội dung chính trong mục tiêu phát triển của tỉnh Hưng Yên. Giai đoạn 2021-2030, quy hoạch 30 khu công nghiệp với diện tích trên 9.500 ha. Trong đó, 17 khu công nghiệp đã có trong quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận với diện tích gần 4.400 ha. Quy hoạch mới 13 khu công nghiệp với diện tích hơn 4.700 ha. Mở rộng 3 khu công nghiệp với diện tích gần 380 ha. Giai đoạn sau năm 2030, dự kiến bố trí quỹ đất quy hoạch mới 5 khu công nghiệp với diện tích khoảng 2.460 ha. Không gian phát triển các khu công nghiệp được bố trí cho cơ sở phát huy hiệu quả hệ thống giao thông kết nối trong tỉnh, vùng và cả nước đã được quy hoạch và đầu tư theo các trục 1. Dọc theo trục cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và đường nối hai cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình. 2. Dọc theo trục đường quốc lộ 5. 3. Dọc theo trục đường nối quốc lộ 5 với cao tốc Hà Nội-Hải Phòng quốc lộ 39. 4. Dọc theo trục đường tỉnh 387 kết nối với cao tốc Hà Nội-Hải Phòng. 5. Dọc theo trục đường Tân Phúc-Võng Phan. Giai đoạn 2021-2030, tỉnh Hưng Yên sẽ có 52 cụm công nghiệp với diện tích 3.000 ha, trong đó có 26 cụm đã được thành lập với diện tích trên 1.200 ha. Tập trung phát triển 5 khu chức năng du lịch: 1. Khu du lịch Phố Hiến, 2. Khu du lịch Đa Hòa Dạ Trạch, 3. Khu du lịch Cây Đa và Đền thờ La Tiến, 4. Khu du lịch sinh thái Eco Park Văn Giang, 5. Khu du lịch Làng Nôm. Phát triển khu Đại học Phú Hiến theo hướng thành khu đô thị đại học, đổi mới, sáng tạo, thực hành sản xuất công nghệ cao, tập trung đầu tư mạng lưới hạ tầng kỹ thuật dùng chung và thu hút các trường tham gia hoạt động tại khu Đại học Phú Hiến, hình thành khu nghiên cứu, sản xuất thực nghiệm, ứng dụng công nghệ cao tỉnh Hưng Yên. Xây dựng khu liên hợp thể dục thể thao Hưng Yên, trung tâm văn hóa điện ảnh cấp tỉnh, hệ thống các sân gôn và khu nghỉ dưỡng. Hạ tầng giao thông tập trung vào các tuyến quốc lộ, cao tốc, đường sắt, đường thủy, phát triển cảng cạn ICD gắn với logistics. Hạ tầng cấp điện, phát triển lưới điện phân phối chung và hạ áp đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng, đặc biệt là tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các đô thị của tỉnh. Hạ tầng thông tin truyền thông, chuyển đổi hạ tầng viễn thông thành hạ tầng số, xây dựng mạng thông tin di động 5G phủ sóng tại 100% các khu dân cư của tỉnh, đảm bảo hoạt động của các tuyến truyền dẫn cáp quang liên tỉnh và nội tỉnh với dung lượng cao, kết nối liên huyện, liên vùng, ưu tiên xây dựng đô thị thông minh. Tỉnh Hưng Yên sẽ tập trung phát triển hạ tầng giáo dục đào tạo, lao động việc làm, hạ tầng y tế, chăm sóc sức khỏe, hạ tầng khoa học và công nghệ, hạ tầng văn hóa, thể thao, du lịch. 7 tháng đầu năm, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đạt trên 89% dự toán năm, trong đó có nhiều doanh nghiệp nộp thuế cao. Toàn tỉnh đã thu nội địa đạt trên 16.200 tỷ đồng, trừ tiền sử dụng đất đạt trên 13.200 tỷ đồng. Có nhiều sắc thuế đến nay đã thu vượt dự toán và khu vực kinh tế ngoài quốc doanh được gần 9.400 tỷ đồng, đạt 221%. Thu ngân sách khác đạt 117%,
thu hoa lợi công sản đạt 237%, tiền bồi thường hỗ trợ 421%. Một số doanh nghiệp nộp thuế cao như chi nhánh tại Hưng Yên, công ty cổ phần Vinhome gần 7.000 tỷ đồng. Chi nhánh tại Hưng Yên, công ty cổ phần Daikin Việt Nam 288 tỷ đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn thép Hòa Phát gần 260 tỷ đồng. Công ty cổ phần tập đoàn Ecopark 253 tỷ đồng. Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ bia rượu nước giải khát Hà Nội gần 210 tỷ đồng. Chi nhánh công ty cổ phần Ecoop Việt Nam tại Hưng Yên gần 120 tỷ đồng. Chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn ống thép Hòa Phát 104 tỷ đồng. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thị xã Mỹ Hào 6 tháng đầu năm tăng gần 10% so với năm ngoái và đạt gần 50% kế hoạch năm, cho thấy tín hiệu khả quan của việc hồi phục sau đại dịch, nhất là khu vực sản xuất tiểu thủ công nghiệp. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề từ đầu năm đến nay ước đạt gần 11.000 tỷ đồng, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt trên 110% kế hoạch giao. Trong đó chủ yếu là khu vực ngoài quốc doanh với trên 8,5 nghìn tỷ đồng, khu vực sản xuất tiểu thủ công nghiệp và hộ kinh doanh cá thể có tốc độ tăng cao nhất với gần 120% so với cùng kỳ. Cơ bản các khu vực sản xuất đều khá ổn định, tạo việc làm thường xuyên cho hàng chục nghìn lao động với mức lương trung bình từ 8 đến 10 triệu đồng một người một tháng. Riêng các làng nghề đã và đang có dấu hiệu hồi phục mạnh như làng nghề sản xuất tưng bần. Những tín hiệu tích cực trên chắc chắn sẽ tạo động lực nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng cường xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường tiêu thụ, liên doanh, liên kết phát triển sản xuất kinh doanh. Ngày 11 tháng 8 tại Hưng Yên, 4 sở văn hóa, thể thao và du lịch gồm Hưng Yên, Nghệ An, Hải Dương và Sở Du lịch Nghệ An phối hợp tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2023-2025. Nội dung ký kết gồm 3 chương trình hợp tác, đó là chương trình hợp tác phát triển du lịch giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên với Sở Du lịch Nghệ An giai đoạn 2023-2025. Chương trình hợp tác hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên với Sở Văn hóa, Thể thao, Nghệ An và chương trình hợp tác hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa và phát triển du lịch giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương và Hưng Yên. Thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ vừa tổ chức ra mắt câu lạc bộ chống hội ở thôn Ông Tố. Buổi ra mắt câu lạc bộ chống hội thôn Ông Tố diễn ra nhiều hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ với sự góp mặt của 6 câu lạc bộ văn hóa văn nghệ và thể dục dưỡng sinh trên địa bàn huyện Yên Mỹ. Trong buổi giao lưu đã thu hút đông đảo nhân dân địa phương cũng như khu vực lân cận tới xem và cổ vũ. Câu lạc bộ chống hội thôn Ông Tố đã góp phần phát triển phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ở địa phương, nâng cao đời sống vật chất tinh thần trong nhân dân. Huyện Văn Lâm vừa tổ chức tổng kết 20 năm tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023 và biểu dương gia đình, ông bà mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền. Qua 20 năm tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong huyện đã khẳng định rõ vai trò trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, kịp thời phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân với cấp ủy, chính quyền các cấp. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc đã thực sự là ngày hội của toàn dân, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn huyện. Trong giai đoạn trên, huyện Văn Lâm có trên 10.000 lượt gia đình được công nhận ông bà cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền các cấp. Có trên 99% số làng đạt danh hiệu làng văn hóa, gần 96% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Đến nay huyện có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 13 trên 79 khu dân cư đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Thưa quý vị và các bạn, vốn là địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, nhưng những năm qua nhờ đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nên tình hình an ninh trật tự ở xã Hải Triều đã có chuyển biến tích cực. Chính kết quả trên mà 3 năm qua, xã Hải Triều luôn đứng đầu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở huyện Tiên Lữ. Ngay từ tháng 2 năm 2020, Công an xã Hải Triều đã xây dựng kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn quản lý, đó là đi sâu đi sát và bám sát quần chúng nhân dân, khơi gợi phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từ các hòm thư tố giác tội phạm được đặt ở các thôn, lực lượng công an xã đã có nhiều thông tin để lên phương án đảm bảo an ninh trật tự một cách hiệu quả. Để phản ứng và xử lý kịp thời các tin báo từ quần chúng nhân dân, Công an xã Hải Triều đã niêm yết điện thoại trực ban của trưởng phó công an xã tại các nhà văn hóa thôn. Ngoài ra còn thành lập nhóm Zalo với các đầu mối là cá nhân sinh sống tại các vị trí ngã ba, ngã tư và địa bàn doanh nghiệp để nắm bắt thông tin một cách nhanh nhất.
Tôi đánh giá rất cao công tác hoạt động của công an xã Hòm Thư, đặt ở rất nhiều nơi này, phù hợp cho tố giác tội phạm với cả góp ý quan điểm của mình. Kết quả, sau 3 năm xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, xã đã không để xảy ra án trọng điểm, án mờ và án lưu, không để tình trạng đơn từ vượt cấp. Số vụ việc liên quan an ninh trật tự an toàn xã hội liên tục giảm năm sau so với năm trước. Hiện 100% số thôn khu dân cư đã thành lập được các tổ đội an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy. Nổi bật, xã Hải Triều đã xây dựng phong trào tổ liên gia phòng cháy chữa cháy với 3 đội ở các thôn. Với 24 thành viên, lập 4 đội an ninh trật tự với 95 thành viên, trong đó nòng cốt là bộ đội phục viên. Tập trung chỉ đạo đối với lực lượng công an xã tiếp tục là thực hiện các phong trào là mở rộng các xóm đoàn kết tự quản về an ninh trật tự, cũng như là các phong trào đảm bảo phòng cháy chữa cháy, rồi đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã. Phối hợp với các ngành đoàn thể trong địa phương thực hiện đề án 06, đặc biệt là cập nhật dữ liệu dân cư, định danh điện tử thời gian qua, và trong thời gian tới thì tiếp tục là thực hiện tốt việc cập nhật các số liệu này vào. Với kết quả đạt được, xã Hải Triều đã được Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lữ công nhận là xã đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Trong 3 năm qua, xã liên tục được Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và là địa phương đứng đầu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở huyện Tiên Lữ. Để bàn giao mặt bằng đúng tiến độ cho đơn vị thi công, ngay sau khi nhận được chủ trương thu hồi đất để thực hiện hai dự án trọng điểm của tỉnh, xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc giải thích tuyên truyền để nhân dân hiểu. Nhờ đó đã tạo được sự đồng thuận của hầu hết các hộ dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Sau khi được chính quyền địa phương tuyên truyền về chủ trương thu hồi đất, bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án khu công nghiệp Yên Mỹ 2 mở rộng, gia đình ông Nga đã đồng thuận nhận trước tiền tạm ứng và bàn giao trên 5 sào đất nông nghiệp cho đơn vị chủ đầu tư là công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hòa Phát, Hưng Yên. Mọi chủ trương chính sách của nhà nước, của địa phương chúng tôi đều chấp hành, giao đất để nhà nước làm dự án để con cháu chúng tôi được vào khu công nghiệp để làm việc. Thì cái này là cái rất tốt cho địa phương chúng tôi. Gia đình ông Hiền có trên 120 mét vuông đất ở thuộc phạm vi mở rộng đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên kéo dài. Khi nhận được chủ trương thu hồi đất, ông Hiền đã bàn bạc với các thành viên trong gia đình đồng thuận nhận đất tái định cư và sẵn sàng bàn giao mặt bằng cho dự án. Quán triệt tất cả gia đình là cũng nhất trí đồng thuận với chủ trương bàn giao toàn bộ diện tích cho nhà nước. Xã Trung Hưng đang tiếp nhận hai dự án trọng điểm của tỉnh, gồm dự án khu công nghiệp Yên Mỹ 2 mở rộng trên 8 hectare và dự án đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên kéo dài gần 3 hectare. Đến nay, 821 trên 841 hộ dân có đất nằm trong phạm vi dự án đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ. Hai hộ có diện tích đất ở đã đồng thuận đang chờ nhận đất tái định cư và sẵn sàng bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Công khai kể cả các văn bản của các cấp liên quan đến bồi thường hỗ trợ, đặc biệt là tuyên truyền về chế độ chính sách bồi thường để người dân nắm được. Công tác giải phóng mặt bằng ở xã Trung Hưng đã góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án, tạo đà phát triển kinh tế xã hội, phát triển địa phương. Hiện xã Trung Hưng đang tập trung tháo gỡ khó khăn, tích cực tuyên truyền để 18 hộ dân còn lại đồng thuận bàn giao mặt bằng cho đơn vị chủ đầu tư. Vừa qua, ba hộ gia đình ở thôn Cao Quán, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu đã tự nguyện tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Đó là các hộ ông Bùi Xuân Sáng, Đỗ Hữu Loát và ông Đỗ Xuân Phong đã tự chuyển đổi đất trồng cây hàng năm khác sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn. Để có được sự đồng thuận trên, cấp ủy chính quyền địa phương đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, giải thích hộ dân tự giác tháo dỡ các công trình vi phạm. Nhận thức việc làm sai trái của mình nên trước thời điểm cưỡng chế, ba hộ gia đình trên đã tự giác tháo dỡ công trình, di chuyển toàn bộ vật liệu tài sản khác. Các ngành liên quan của huyện đã giúp đỡ gia đình cả về nhân lực và phương tiện máy móc để tiến hành tháo dỡ công trình, trả lại hiện trạng đất ban đầu. Xã Quang Hưng, huyện Phù Cừ là một trong những địa phương còn tồn tại nhiều trường hợp vi phạm xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Dù đã tổ chức nhiều đợt ra quân tháo dỡ, tuy nhiên đến nay vẫn còn tồn tại 30 trường hợp vi phạm. Tính đến thời điểm hiện tại,
xã đã giải tỏa tháo dỡ được 75 trường hợp vi phạm trong tổng số 105 trường hợp vi phạm xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, chủ yếu tại thôn Viên Quang, còn lại 30 hộ vẫn chưa giải tỏa. Đặc biệt có khoảng 8 hộ là vi phạm mới hoặc tái vi phạm vẫn chưa được xử lý triệt để. Tất cả đều ở thôn Viên Quang và là công trình kiên cố, có quy mô lớn như chuồng trại, nhà tạm, nhà kho như hộ ông Lê Văn Mỏng với diện tích gần 150m², ông Phạm Đức Thụ với diện tích trên 140m², ông Quách Văn Thuấn với diện tích khoảng 210m², ông Nguyễn Văn Sú với diện tích gần 150m². Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự trước, chúng tôi đã phản ánh về việc cần ngăn chặn tình trạng dùng kích điện để bắt run đất ở thành phố Hưng Yên. Và mới đây, theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, qua kiểm tra rà soát tại 10 huyện, thị xã, thành phố đã phát hiện 3 địa phương có trường hợp dùng kích điện để đánh bắt run đất và có cơ sở thu mua sơ chế. Trong đó, tại thành phố Hưng Yên, có 62 đối tượng sử dụng kích điện để đánh bắt run đất ở địa bàn các phường Hồng Châu, Lam Sơn, xã Hồng Nam, xã Quảng Châu và 4 cơ sở thu mua sơ chế run đất trên địa bàn xã Quảng Châu. Tại huyện Kim Động, có 3 đối tượng sử dụng kích điện để đánh bắt run đất ở xã Hùng An, xã Đồng Thanh. Tại huyện Phu Cư, có 1 đối tượng từ nơi khác đến sử dụng kích điện để đánh bắt run đất tại xã Nguyên Hòa. Việc kích điện bắt run làm ảnh hưởng đến độ phì nhiêu của đất, sự sinh trưởng, phát triển của cây trồng, phá vỡ sự đa dạng sinh học, hủy hoại môi trường đất. Vì vậy, các địa phương cần vận động người dân không khai thác run đất, không cho người khác đến đất nhà mình khai thác run, kịp thời phát hiện hành vi khai thác run trái phép và thông báo cho cơ quan chức năng. Từ đầu tháng 8 đến nay, các đội nghiệp vụ của Quản lý Thị trường tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với đội 3 Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh phát hiện tạm giữ nhiều sản phẩm có dấu hiệu nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ. Gần đây nhất, ngày 9 tháng 8, tại thôn Du Tràng, xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, kiểm tra kho hàng. Mến, từ đây chúng tôi xin được khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.